Anh ơi, anh làm clip về đệm massage đi ạ. Hello, xin chào bạn. Đây có một bạn bạn hỏi mình làm cái clip về cái đệm massage mà hay quảng cáo để ở trên ô tô thứ ấy. Thì xin chia sẻ với bạn rằng các dòng đệm massage thì mình đã bán cách đây tầm khoảng 12 năm rồi, là đã bán rồi. Và ngày đấy là mình đi làm thuê thôi. Sau này thì khi mà mình làm kinh doanh ấy, thì cái dòng đệm massage đó mình không có làm, không có bán. Bởi vì mình thấy một điều rằng là khách hàng mua cái đấy về không sử dụng nó hiệu quả được. Tức là như thế nào, nếu như mà để trên ô tô ấy, thì nó làm cho cái ghế ô tô của bạn rất là dày, cao, cộm và không sử dụng được trong quá trình các bạn lái xe. Nó không có thuận tiện đâu, một tí nào cả, không thuận tiện một tí nào hết. Đấy là một. Cái thứ hai nữa là cái mức giá nó không hề rẻ các bạn, không hề rẻ. Ngày đấy bán thì còn đắt lắm, ngày đấy bán cả gần chục triệu, bây giờ thì nó khoảng tầm 2-3 triệu, 3 triệu. Thì để ở cái tầm khoảng lên khoảng tầm khoảng chục triệu, gần chục triệu đã có những mẫu ghế ra ghế massage giá rẻ rồi. Thế cho nên là cái đệm đấy mình không có làm, vì cái đệm đấy nó chỉ đơn giản là nó sử dụng cái động cơ massage 2D, là các cái khoảng 3 hàng bi đến 4 hàng bi nó xoay xoay ở cái lưng của bạn thôi, và nó có thêm một cái xoay ở trên cổ nữa. Cái đệm đấy nó sẽ massage giống như kiểu cái massage ở trên ghế ô tô ấy, nó không có hiệu quả quá nhiều để giúp cho bạn có thể là giảm đau nhức, giảm mỏi, giãn cơ được đó. Còn quan điểm của Huy thì khi làm kinh doanh thì mình sẽ luôn luôn chỉ làm những cái sản phẩm bản thân mình nhé. Còn tất nhiên là nó có thể tốt với mình và không tốt với người khác, nhưng mà bản thân mình khi mà mình ở góc độ của một người sử dụng, mình thấy nó hiệu quả, nó tốt thì mình sẽ bán, còn nếu không tốt thì mình không làm. Đấy là một. Cái thứ hai nữa, nếu như nó hiệu quả nhưng mà nó không đáp ứng cái nhu cầu của số đông thì mình sẽ không làm. Bởi vì bây giờ làm ấy, các bạn hình dung là mình không phải là kiểu nhập 1 chiếc, 2 chiếc hay nhập 10 chiếc về để bán, mà cái số lượng nhập nó lên đến cả công. Một công của cái đệm đấy mà công 20 thôi, không là công 40 như ghế massage mình vẫn làm, thì nó lên đến hàng vài trăm chiếc, hàng nghìn chiếc rồi các bạn. Thì không biết bao giờ bán hết được. Đấy, cho nên là mình không làm là vì như vậy. Còn cái đấy thì nó có, cái đệm đấy nó có cả mông nữa. Mông thì nó có hai cục rung ấy, nó cứ rung ò ò ò ò ò, nó không thật sự là hiệu quả. Cho nên là nếu như mà thực sự là các bạn mà xem quảng cáo cái đệm đấy mà định mua thì nên cân nhắc, nên cân nhắc nhá. Rồi bản thân Huy cũng có rất nhiều những cái mà mình cũng xem quảng cáo mình mua ra về không dùng được. Thì mình mới thấy rằng là làm kinh doanh ấy, mà mình thiết kế những cái sản phẩm mà khách hàng khi người ta dùng người ta không thấy hiệu quả, thì đấy thực sự là một cái điều rất là tệ. Bởi vì marketing nó có thể giúp cho sản phẩm đấy nó lên trời lên biển được hết ấy. Nhưng mà cái tính hiệu quả khi sử dụng nó quyết định rất nhiều tới cái sự quay lại của khách hàng. Thì tại sao mà Huy lại có những khách hàng người ta mua của mình rất nhiều năm rồi, sau đó người ta lại vẫn mua thêm, hoặc trong rất nhiều năm đấy người ta lại giới thiệu thêm cho mình rất nhiều khách hàng khác? Bởi vì hiện nay cái ngân sách để chạy quảng cáo marketing ở bên mình ấy, mình có một công ty bán lẻ thì nó chỉ rơi vào khoảng 10 triệu thôi bạn ạ, nhưng doanh thu nó tạo ra khoảng tầm 2 tỷ. Điều mà nói mọi người rất ít người tin, nhưng thực tế là như thế. Nếu anh em nào làm nghề thì anh em sẽ hiểu. Và tại sao mình lại như vậy? Vì thay vì cái việc bỏ tiền chạy quảng cáo thì mình sẽ đầu tư tiền ra cho khâu chăm sóc khách hàng, khâu nghiên cứu sản phẩm để tạo những cái sản phẩm nó tốt, thật sự là tốt, là chăm sóc khách hàng thật sự là chi tiết, thật sự là ok. Đó, thì đấy là chia sẻ của mình về đệm massage nhá. Nếu như mọi người có định mua thì lên tìm thật kỹ. Còn hôm nào mình sẽ chia sẻ cho bạn một số những cái vật dụng mình mua mà nghe quảng cáo mua rất là hay nhưng sau đó không dùng được. Cụ thể là một cái ghế massage, cái ghế công thái học mà để trên ô tô này, mua hai cái gần 2 triệu. Bây giờ bỏ hết thì không dùng nữa. Đó, thì để mọi người thấy rằng là đừng tin quảng cáo. Hãy cần những người mà họ công tâm để họ chia sẻ cho bạn những cái điều đó thì nó tốt hơn. Ok, xin chào các bạn nhé. Bye bye.